sai lệch ha. Sai lệch là gì? Tức là những gì cái tựa bài của chị để đó mấy bạn thấy ha, là test to validity, tức là những cái gì nó đe dọa tới cái giá trị của một nghiên cứu. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem là cái gì nó sẽ đe dọa cái tính giá trị của một nghiên cứu của mình. Tính giá trị là gì nữa ha, có nhiều khái niệm quá, giải thích một cái khái niệm mới bằng một cái khái niệm lạ hơn ha. Từ từ rồi, bài này là mấy bạn học rồi đúng không, từ của thầy Dũng, bài của thầy Dũng thường là trong cái bài test sàng lọc rồi. Bốn cái hình của cái phóng phi tiêu này nè ha, thì mấy bạn thấy là không có tương tác được, không có hỏi được là là có quen với những cái hình này chưa thì chị sẽ lướt qua ha. Nhưng mà các bạn sẽ được học ở bài của thầy Dũng. Hình cuối cùng là cái hình mà mình sẽ nhắm tới đúng không? Nó tượng trưng cho cái tính tin cậy và cái tính đúng khi mà mình làm một nghiên cứu. Tức là đảm bảo một nghiên cứu của mình khi trả kết quả ra, mấy bạn phải đảm bảo cho người đọc cái tính tin cậy được và cái tính đúng. Thì tính tin cậy được là gì? Đây là một cái hình đảm bảo tính tin cậy. Hình thứ nhất là đảm bảo tính tin cậy. Rồi, hình thứ cuối cùng, hình thứ tư cũng đảm bảo tính tin cậy. Rồi, nhưng mà nó không có tính đúng ở hình thứ nhất. Ha, tính đúng tức là phải phóng đúng vào cái trọng tâm mục tiêu, cái đích mà mình muốn nè. Đó thì ở đây là có hình thứ tư là phóng trúng đích nhất. Hình thứ ba cũng gần gần trúng đích hơn so với những cái hình 1 và 2 ha. Vậy thì cái cuối cùng là cái mà vừa thỏa tính tin cậy, tức là sau khi mình lặp đi lặp lại nhiều lần một nghiên cứu thì nó vẫn cho những kết quả rất là gần với nhau, tương đồng nhau, thì đây là tính mình đảm bảo được tính tin cậy. Và tính đúng là sao? Tức là các và kết quả của các nghiên cứu này đều nằm ở gần với cái giá trị thực của nó, tức là cái trọng tâm, cái mục tiêu mà mình muốn nhắm đến á, là nó nằm gần sát 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 ở gần đó, hay là nó đảm bảo được tính đúng. Rồi vậy thì mình đi đến cái bài của mình ngày hôm nay là gì? Câu hỏi của hầu hết tất cả các nghiên cứu chúng ta đều thấy luôn luôn sẽ trả lời cho một chuyện, đó là có mối liên quan hay không. Mà có liên quan là liên quan giữa gì? Đa phần ha, hết 90, hơn 90% đều là giữa gì? Một yếu tố nguy cơ và một loại bệnh, hoặc một kết cục nào đó, một tử vong, hay là một cái tần suất bệnh tật nào đó ha. Có hay không sự liên quan giữa một yếu tố nguy cơ, một yếu tố tiếp xúc với lại một loại bệnh. Rồi, vậy cho nó đơn giản ha. Tóm lại là câu hỏi nghiên cứu chúng ta sẽ quay trở về việc trả lời cho là có mối liên quan hay không. Vậy thì để trả lời cho chuyện mối liên quan hay không, mình phải trả lời trước đó là một số các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tính giá trị của nghiên cứu có được đảm bảo hay chưa? Tính giá trị là gì? Tức là cái tính đúng á, khi mình đưa ra kết quả, ví dụ như là hút thuốc lá gây ra ung thư phổi 9 lần so với những người mà không hút thuốc lá. Vậy thì cái đó, cái câu phát biểu 9 lần đó, 10 lần đó là có đúng thực thật sự là nó là như vậy hay không? Thì để đảm bảo được cái tính giá trị đó của nghiên cứu, thì cái nghiên cứu của mình trong quá trình diễn ra cái việc triển khai nghiên cứu, việc thu thập số liệu, thì không được sao mắc phải một số cái sai lệch, một số cái bias mà nó không chấp nhận được, tức là nó quá lớn. Ha, và mấy bạn làm quen với cái từ bias, thường đa số thì tiếng Việt mình sẽ dịch ra là sai lệch, và có một số nơi nó sẽ không đồng nhất với nhau về cái cách gọi, cái thuật ngữ, nhưng mà chị chọn cái cách gọi đó là sai lệch, bởi vì lát nữa mấy bạn sẽ học đó, gọi sai số cũng đúng, sai lệch thì nó sẽ biểu hiện được toàn bộ cái ý nghĩa của cái bias, bởi vì sao? Nó đẩy lệch hẳn
nghiên cứu chúng ta qua sang một hướng khác, chứ nó không chỉ đơn giản là sai ở một con số, hai con số ở trong quá trình đo đạc hay là thu thập thông tin ha. Nó là một cái vấn đề vĩ mô hơn. Rồi thì nó còn một cái tên gọi khác nữa là systematic error ha. Và nó sẽ vì cái chữ error này nè, nó sẽ phân biệt với lại cái chuyện cái chỗ là random error lát nữa mình sẽ học. Nó là một systematic, tức là một cái sai số mà hệ thống luôn, tức là nó đi hệ thống từ đầu tới cuối ha, nó sai trong toàn bộ quá trình mình thu thập, chứ không phải chỉ là một cái random error, một cái sai số ngẫu nhiên ở một vài điểm nào đó. Rồi câu thứ hai mà mình phải trả lời để mà mình kết luận về mối liên quan đó là cái gì, cái mối liên quan này thật sự có tính nhân quả hay không. Thì cái này mấy bạn đã được học ở, như là nếu mà lớp mấy bạn học là thầy Kim Thành ha, thì anh Kim Thành có dạy về các mối liên quan để trả lời được trong một cái mối liên quan có phải là nhân quả hay không. Thì nó gồm có 5 câu hỏi rồi 8 câu hỏi gì đó tùy theo quan điểm ha. Thì ở đây chúng ta sẽ trả lời chủ yếu khi đọc một bài báo là chúng ta không phải đi dò lại từng cái 5 yếu tố, 8 yếu tố vậy, nhưng mà chúng ta lướt nhanh qua thì chúng ta phải tìm ra được xem cái mối liên quan này nó có bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố gây nhiễu hay không. Người ta còn gọi là confounding ha. Tức là mấy bạn hiểu có một yếu tố nào đó nó tác động lên giữa cái mối liên quan từ cái yếu tố tiếp xúc để gây ra bệnh, mà là do cái thằng yếu tố gây nhiễu này nè, nó tương tác vào trong cái quá trình đó, chứ không phải thật sự là do cái yếu tố tiếp xúc này nó gây ra bệnh, mà là do cái thằng yếu tố gây nhiễu ha. Nếu mà mình kiểm soát được cái yếu tố gây nhiễu, sau mấy bạn sẽ học cái cách kiểm soát. Nhưng nếu trong quá trình mình làm mà mình phát hiện ra, mình nghi ngờ có một yếu tố nào đó nằm trung gian giữa cái con đường đi từ phơi nhiễm đến bệnh, thì mình phải làm sao chứng minh được, mình loại bỏ cái yếu tố gây nhiễu này ra và cái mối liên quan này vẫn thể hiện, vẫn biểu hiện được là có ý nghĩa ha. Một số yếu tố gây nhiễu ví dụ như là có thể là béo phì gây ra bệnh tim mạch chẳng hạn ha. Thì người ta sẽ chắc chắn là khi mấy bạn điều tra trên một số người béo phì và một số người không béo phì, thì chắc chắn cái tỷ lệ bệnh mà nguy cơ về bệnh lý tim mạch của người nhóm người béo phì sẽ cao hơn nhiều so với người không có béo phì rồi. Nhưng một nhà nghiên cứu chúng ta phải có cái nhìn bao quát ha, chứ không phải có một, bây giờ chúng ta gì không kết luận một bệnh nào là do từ một nguyên nhân duy nhất. Đa số đều bây giờ đều là các nguyên nhân phối hợp với nhau. Cái này cũng có học trong bài mối liên quan nhân quả rồi đúng không? Thì chúng ta phải nghi ngờ từ béo phì đi đến nguy cơ tim mạch, chúng ta phải có liệt kê một số yếu tố gây nhiễu trên đường đi của nó. Ví dụ chẳng hạn là về cái sự vận động hay là cái thói quen tĩnh tại của người béo phì này nè. Có phải chăng là do cái chuyện béo phì nó gây ra tăng cái cholesterol trong máu, nó dẫn đến cái thành mạch nó dày và nó dẫn đến hẹp các mạch máu, mạch vành, dẫn đến cái bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hay không? Hay là do sau khi người ta béo phì, người ta ngồi một chỗ nhiều, người ta vận động, người ta thấy mệt mỏi. Thường mấy bạn thấy béo phì thì thường cái thói quen vận động của họ không nhiều. Họ hay có thói quen ngồi một chỗ coi tivi, ăn snack rồi chơi vi tính, game vân vân. Thì có phải chăng là do béo phì dẫn đến cái sự tĩnh tại nhiều, ít vận động, và cuối cùng cái sự ít vận động đó nó mới đi đến cái chuyện là bệnh lý tim mạch, chứ không phải là từ béo phì đi thẳng qua tim mạch được ha. Cái chuyện đó thì bây giờ là Y Văn đã trả lời, rất nhiều nghiên cứu trả lời rồi, nhưng mà chị đang đặt về chúng ta về cái khoảng thời gian lịch sử trước đây ha, khi mà chưa tìm ra được Y Văn là cái béo phì cơ chế nào để gây ra tim mạch, thì người ta sẽ đặt vô số những cái yếu tố gây nhiễu ra để người ta kiểm soát bằng các phương trình phân tích. Rồi thứ ba nữa, rồi nãy giờ chưa vô bài luôn á, tác động giữa các nhóm, ví dụ như là giữa các nhóm giới tính
ví dụ như là nhóm nam và nhóm nữ, thì cái chuyện cái bệnh lý tim mạch đó nó có khác nhau hay không? Cái nguy cơ tim mạch của nam nó gấp 2 gấp 3 lần nữ chẳng hạn, mặc dù cùng béo phì đó, nhưng mà tự nhiên thằng giới tính nam nó lại đặc biệt. Nếu mà mấy bạn phân tầng ra ha, giữa nam và nữ thì tự nhiên thầy lại thấy thằng nam nó lại cao hơn gấp 2 gấp 3 lần một cách có ý nghĩa đặc biệt. Thì cái yếu tố giới tính nam nữ đó có một cái tên gọi khác nữa, đó là yếu tố tương tác ha, không biết mình có nghe chưa, nhưng mà nó là interaction ha. Sorry chị viết sai chính tả ha, cái này có thì chữ cờ ở đây giùm chị. Rồi, interaction thì cái này sâu lắm, thường đa số ở bậc đại học thì mình sẽ không đụng cho mấy bạn làm tới cái interaction này ha. Rồi, tức là thường ở trong một số nhóm có sự khác biệt rệt cái yếu tố tần suất bệnh ở nhóm nam và nữ nó khác nhau, cái sự tác động của cái bệnh đó trong từng cái phân tầng giới tính đó nó lại khác nhau. Người ta có thể phân tầng theo giới tính, phân tầng theo tuổi để người ta kiểm soát các tương tác, các interaction đó có cái sự tương tác về giới tính, về tuổi, tuổi già và tuổi trẻ nó sẽ khác nhau đúng không? Bởi yếu tố tim mạch dĩ nhiên ở những người già nó sẽ cao hơn rất nhiều so với người trẻ. Nếu mình gom các nhóm tuổi lại mình tính chung đồng bộ hết như vậy thì sao ra kết quả của mình công bố nó không được chính xác ha. Rồi cuối cùng là mối liên quan này có phải là do cơ hội hay không, tức là mình xét về cái yếu tố gọi là sai số ngẫu nhiên như lúc nãy chị nói ha, là cái random error nó khác với cái systematic error là cái bài ngày hôm nay của mình học. Cái sai số ngẫu nhiên hay còn người ta còn gọi là chance đó, ha, một cái sự xảy ra nó hết sức tình cờ, hết sức ngẫu nhiên như một cái cơ hội đến vậy thôi, chứ nó không phải là một sự cố ý ha. Rồi thì để hình dung cho mấy bạn thấy là những yếu tố nào đe dọa đến cái giá trị của một nghiên cứu của mình thì nó có rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ học một phần trong quan trọng trong những cái yếu tố đó. Đó là cái đầu tiên là cái sai lệch, cái bias, hay còn gọi là systematic error, sai số hệ thống. Rồi không có thấy được gương mặt của mấy bạn để biết là mấy bạn theo hay không theo, để chị bật cái share screen nào. Vì có mấy bạn có chat có nói gì không? Ok. Rồi, tiếp tục. Giờ không biết làm sao. Sự của một nghiên cứu là mấy bạn thấy vòng tròn màu vàng ở giữa. Và khi chúng ta trong quá trình làm nghiên cứu mà có sai lệch thì sao, những sai lệch xung quanh vô hình chung nó có thể là hình tròn, hình vuông, hình tam giác ha, và vô định hình như vậy. Nó tác động vào nghiên cứu của chúng ta và khiến gì? Kết quả thật sự của nghiên cứu chúng ta thay vì phải nằm ở chính giữa một cái vòng tròn đẹp đẽ như vậy thì nó bị đẩy ra xung quanh ha. Các kết quả được tìm thấy nó cứ bị đẩy ra bên phải, đẩy lên trên, đẩy xuống dưới. Rồi, ý muốn nói cho mấy bạn hiểu một cách mô hình hóa như vậy. Khi gặp bias, khi gặp sai lệch hệ thống, có những thứ rất là nguy hiểm, bởi vì sao? Hầu như đáng lẽ chúng ta phải tìm được ở chính giữa vòng tròn thì nó đẩy kết quả của chúng tôi đi ra xa. Có những mối liên quan được tìm thấy nhưng mà thật sự sao? Nó không có liên quan gì với nhau giữa 2 yếu tố tiếp xúc và yếu tố bệnh đó, hoàn toàn không có cái liên quan gì với nhau cả. Hoặc là có liên quan nhưng mà nó lại không tìm thấy. Ha. Rồi. Đi vào định nghĩa, đầu tiên mình sẽ phải hiểu ha, bias là gì và chance là gì. Giống như hồi nãy chị đã cố tình phân biệt cho các bạn, đừng gọi lộn ha, đừng gọi nhầm nha. Khi ra thi là thích cho cái câu trắc nghiệm để mà lệch với sai số để vô cho mà đánh ha, lúc đó nhắm mắt nhắm mũi quất đại là coi như lộn nha. Sai lệch nó sẽ khác với sai số ngẫu nhiên thì người ta được định nghĩa là đó là những cái thay đổi, những cái dao động ngẫu nhiên trong quá trình đo lường hoặc thu thập số liệu của chúng ta, và nó xảy ra một cách ngẫu nhiên tình cờ, nó không phải do ai cố ý cả.
ví dụ như đo chiều cao, đo huyết áp chẳng hạn ha. Bạn thứ nhất, bạn điều tra viên thứ nhất đi đo chiều cao của bé học sinh A, ra được 1m50. Rồi cũng bé học sinh A đó thì điều tra viên thứ hai lại đo cũng ngay tức thời luôn. Sau bạn điều tra thứ nhất chỉ vài giây thôi nhưng mà chiều cao của bé học sinh A nó có thể tăng lên 1 mm, ví dụ như là 151 mm chẳng hạn ha. Nhưng mà sao? Nó không phải là do cái sự cẩu thả của bạn bạn thứ nhất hay bạn thứ hai gì cả, hoặc là cũng không phải là do cái học sinh A đó người ta cao mà bé nó cao hơn. Nhưng mà một cái sự không thể giải thích được, mà có thể chỉ nói là do cái sự ngẫu nhiên thôi, một cái sự sai lệch, sai số rất là ngẫu nhiên. Rồi vậy như vậy thì sao? Mấy bạn hình dung nếu như chúng ta có thể làm giảm được, hạn chế được cái việc gây ra những cái sai số trong cái việc đo chiều cao này. Ví dụ như đo một bạn thì thấy lệch hết 1 mm vậy đó. Đo 10 bạn, ví dụ như là tổng cái chênh lệch của tất cả 10 bạn đó có thể là lên đến 5 mm. Nhưng mà mấy bạn hình dung khi mà đo tới 1.000 học sinh ha, thì những con số 1 mm, 5 mm, 10 mm đó nó chia bình quân ra cho tới 1.000 bạn học sinh đo 1.000 lần như vậy, thì vô tình những cái số 1 mm đó nó sẽ quá nhỏ để mà nó tạo thành được một cái ảnh hưởng đến cho cái kết cục nghiên cứu của mình ha. Cho nên là nếu để mà hạn chế cái cách giải quyết cho những cái sai số ngẫu nhiên này, tương đối đơn giản là chỉ bằng cách gì? Gia tăng cái cỡ mẫu của mình lên thôi. Ví dụ muốn đo chiều cao thì thay vì đo một bạn, đo 10 bạn thì mình sẽ đo tới 1.000 học sinh, thì những cái sai lệch của sai số đó của chúng ta có thể được chấp nhận bỏ qua ha. Và sao trong những trường hợp đó thường chúng ta sẽ lấy trung bình cộng của hai lần đo ha, chứ chúng ta không ai đo đo một lần cả nha. Rồi còn sai lệch, các bạn sẽ có hai loại sai lệch. Thứ nhất là sai lệch chọn lựa, thứ hai là sai lệch thông tin. Như thế nào là chọn lựa, như thế nào thông tin thì chúng ta sẽ định nghĩa sâu ở bên trong. Nhưng mà các bạn nhìn sơ để cái danh sách, cái list của các tên gọi ở bên trong từng nhóm sai lệch chọn lựa thì nó sẽ có một số tên gọi của các sai lệch nhỏ ở bên trong như vậy. Các bạn đừng có sợ nhìn thấy nó rối ha. Nhưng mà thật sự ra khi mấy bạn hiểu về các khái niệm này á thì mấy bạn không có cần phải phải nhớ tên chính xác gì cả. Khi mà đưa ra ví dụ, khi mấy bạn vào làm trắc nghiệm thì mấy bạn đọc cái đề là mấy bạn biết đó là sai lệch gì rồi ha, không có cần phải nhớ tên tiếng Anh tiếng Ngu gì cả, biết hiểu cái ý nghĩa của nó là mấy bạn đánh được. Nhìn nó rối vậy thôi chứ hồi nữa học xong là cảm thấy rất là nhẹ nhàng ha. Rồi trên đây chỉ là liệt kê một số loại thường gặp và một số loại mà chị yêu cầu mấy bạn cần phải 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 nhớ thôi, cơ bản thôi ha, chứ thật ra nó không phải mình cái kiến thức về nghiên cứu khoa học nó bao la lắm, nó không có chỉ nhiêu đây ha. Những cái trang web mà đúng về cái sai lệch á nó có tới hơn 150 loại sai lệch lận, mà chúng ta học thì chúng ta nắm cái khái niệm có những loại sai lệch nào như vậy, khi nào cần tìm hiểu thêm thì mình sẽ lên trang web và mình search cái tên của cái sai lệch đó. Trong ví dụ mình đụng tới cái bài báo nào người ta nói sai lệch này lạ quá, hồi xưa chị Trinh chị không có dạy ha, thì mình sẽ search lên web giùm chị ha. Cho nên bài thi của E4 thì chị yêu cầu bao nhiêu đây? Rồi đầu tiên định nghĩa cái sai lệch chọn lựa. Rồi sai lệch chọn lựa là gì? Đây là loại sai lệch xuất hiện khi mà các cá thể mà mình đưa vào trong mẫu nghiên cứu của mình á, với những cái xác suất đưa vào nó khác nhau tùy theo gì, các đặc điểm của cái cá thể đó trong nghiên cứu mà mình liên quan. Ví dụ đi ha, rồi nói vậy thì nó sẽ khó hiểu lắm, ví dụ là dễ hiểu liền. Rồi ví dụ như lớp mình 1.000 bạn sinh viên Y4, bây giờ chị muốn không có lấy, không có đo nổi chiều cao của 1.000 bạn,
Chị, câu hỏi nghiên cứu của chị là xác định chiều cao của sinh viên Y4 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ha, năm học 2021. Rồi thì bây giờ chị không có nhân lực đủ, có mình chị à, làm sao chị đo được ngàn bạn ha? Đo cũng được đó, nhưng mà đo mấy tháng trời thì cô kể ra cũng mệt quá. Bây giờ chị muốn làm một cái nghiên cứu nhỏ thôi, nhưng mà chị làm sao chị trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu là chiều cao trung bình của sinh viên Y4 Phạm Ngọc Thạch. Vậy thì sao, chị sẽ tính cỡ mẫu chẳng hạn ha, và rút mẫu ra, chọn mẫu ra. Ví dụ chị tính cỡ mẫu ra để thỏa được cái câu hỏi nghiên cứu đó. Mấy bạn bỏ qua cái bước tính cỡ mẫu nha, cái đó là lại là một cái phạm trù khác nữa, không có nằm trong bài này. Tính cỡ mẫu ra, ví dụ như chị tính ra được 100. Rồi, 100 bạn. Vậy thì cái bước thứ hai của chị, sau cỡ mẫu rồi, biết xác định con số rồi thì phải là chọn mẫu đúng không? Mình làm sao mình rút được 100 sinh viên, từ 1.000 sinh viên đó ra được 100 bạn nào, để mình đo đây ha. Bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ ạ. Bây giờ lấy 10 bạn tên chữ A, 10 bạn tên chữ B, 10 bạn tên với cờ, rồi như vậy chẳng hạn ha. Có nhiều cách ha, tùy nhà nghiên cứu muốn lấy sao lấy. Nhưng mà sao tới tới 24 chữ cái là ví dụ chẳng hạn vậy, thì sao, những bạn nào mà có chữ cái, ví dụ mình đi theo từ A B C D như vậy, mình cứ lấy rút 10 bạn, 10 bạn, 10 bạn chữ A đầu tiên chẳng hạn, rồi 10 bạn chữ B đầu tiên. Như vậy thì sao, cái xác suất mà những bạn không được chọn vào trong nghiên cứu của mình á, cái xác suất được chọn của những bạn mà không, cái chữ cái ở phía sau á, ví dụ như là chữ chữ X hay là chữ Y chẳng hạn ha, thì sao, hoàn toàn xác suất được đưa vào mẫu không không có có giống như là những bạn chữ A bờ cờ rồi ha, nó sẽ không rải đều. Những bạn cái tên chữ cái đầu tiên tự nhiên vô hình chung ha, xác suất được chọn rất cao, nó tới sao, một ví dụ bạn có chữ tên là chữ Anh đi thì sẽ là xác suất 1% chẳng hạn, nhưng mà có tên chữ cái mà chữ X đi thì xác suất là 0% ha. Thì đó, đó là một cái sai lệch chọn lựa mà chị ví dụ nó rất là đơn giản như vậy cho mấy bạn hình dung. Và ví dụ đơn giản hơn nữa, ví dụ như là chị có quen biết bạn nào trong 1.000 bạn trong Y4 mình ha, thì chị sao, chị chọn, chị ưu tiên, chị nói, chị rỉ tai mấy bạn là thôi vô nghiên cứu này đi, nghiên cứu này có quà dễ thương lắm, được tài trợ nhiều lắm chẳng hạn ha, được đi chơi rồi được nghỉ học rồi nữa, trời thích lắm, mà vui nữa, vô đây được đi tham gia mấy cái hội nghị hội thảo chẳng hạn ha. Rồi thì chị rỉ tay một số bạn mà chị quen, như vậy chị lựa ra được một số bạn chị quen, được 50 bạn đưa vào, toàn bộ là chị quen. Rồi còn 50 người nữa thì sao, thôi giờ thôi hết quen rồi, bây giờ lấy đại 50 người trong 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 lớp đi, cứ lấy từ trên xuống 50 người chẳng hạn ha. Thì mấy bạn hình dung không, cái 100 người đó, cái xác suất được đưa vào của mỗi bạn đã thực chất là không bằng nhau rồi. Ai quen biết chị là chị cho vô nhiều hơn ha, ai không quen là thí dụ như mà đẹp trai đẹp gái, chị cũng 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 lấy ngẫu nhiên ở trong lớp mình được 50 chẳng hạn, ai mà vô thấy mặt xinh gái xinh trai, chị thích chị cho vô. Nói vậy để hình dung, các bạn hình dung được vấn đề, tức là mình phải có các cách chọn mẫu làm sao để đảm bảo được cái các cá thể mình đưa vào trong mẫu của mình. Mình chọn 100 mẫu thì một một người mỗi người trong 100 người đó đều có cái xác suất được đưa vào trong mẫu mình như nhau, mình nhắm mắt mình cũng lấy được, chứ không phải phải mình phải mở mắt xem đẹp trai đẹp gái thì mình mới lấy ha. Rồi thứ hai là sai lệch thông tin. Sai lệch thông tin là những cái loại sai lệch mà là đây là bước thứ hai sau khi mình đã xong cái bước chọn mẫu ha, tức là xong cái qua cái sai lệch chọn lựa rồi đó. Sai lệch chọn lựa là như lúc nãy mấy bạn thấy là nó xảy ra trong quá trình gì, chọn mẫu ha, nó đi trước sai lệch thông tin nha. Ai mà đi vô thi mà đụng trúng câu này mà làm lộn là đáng đánh đòn lắm nha, chị nhấn mạnh lắm rồi ha. Sai lệch thông tin là cái bước tiếp theo của cái sai lệch chọn lựa ha, tức là sau khi các cá thể đã được chọn đưa vào trong mẫu nghiên cứu của mình rồi thì sao, mình phải xếp nhóm của các cá thể đó, tức là trong 100 bạn sinh viên đó, vào trong cái bảng 22 của mình đúng không? Tất cả các nghiên cứu của mấy bạn thấy đều phải đi đến phân tích kết quả và phải lập được cái bảng 22.
để mà gì, cái cột là bệnh không bệnh và tiếp xúc yếu tố nguy cơ không tiếp xúc yếu tố nguy cơ, xếp được A, B, C, D bốn con số đó đúng không? Thì cái quá trình xếp nhóm A, B, C, D đó, ai là A, ai là B, C, D, tức là ai là người có tiếp xúc và ai là người không có tiếp xúc yếu tố nguy cơ, cũng như ai là người có bệnh, ai là người không bệnh ha, xếp làm sao không bị nhầm nhóm cũng là một vấn đề hay, chứ không phải mấy bạn nghĩ đơn giản, ủa ai bệnh ai bệnh không bệnh đơn giản quá chừng, đâu có gì đâu mà lờ mà nhầm ha. Nghe chữ bệnh với không bệnh nó nghe có vẻ nó rõ ràng lắm đúng không, nhưng mà thực chất là không có rõ đâu. Để đối với một người bác sĩ ha, đối với mình cảm giác mình quy trách nhiệm cho người bác sĩ là ủa chỉ cần bác sĩ trả lời cho tôi là người đó bệnh hay không bệnh thôi là tất cả trách nhiệm là của bác sĩ rồi. Tội nghiệp bác sĩ lắm, thực chất là để các kết luận được một người bệnh hay không bệnh bác sĩ cũng đắn đo lắm ha. Có nhiều người bị kết luận là bệnh rồi nhưng mà thật sự ra làm sao, họ chưa có tới mức bệnh đúng không? Các bạn đồng ý những chuyện đó không? Nhiều khi quy trách nhiệm cho người bác sĩ cũng tội lắm, tại vì họ phải dựa trên một số ha cái tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh chẳng hạn ha, nhưng mà nhiều khi họ sao over lên để sao, họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót ha. Đó là một cái sự gọi là chẩn đoán nhầm nhưng mà không có phải cố ý đó. Còn nhiều khi ha, do cái người điều tra viên á nói về chuyện mà xếp nhóm tiếp xúc hay không tiếp xúc yếu tố nguy cơ nè, người điều tra viên đi phỏng vấn đi hỏi cái người bệnh nhân á, nhiều khi người người điều tra viên thấy cái ông này sao tự nhiên ổng mệt quá, ổng có vẻ ổng yếu quá, ổng bệnh quá, chắc là cái ca này là thế nào bác sĩ cũng chẩn đoán bệnh đây, thì thôi mình sẽ hỏi cái bảng câu hỏi về các yếu tố nguy cơ làm sao để càng nhiều yếu tố nguy cơ càng tốt, và có luôn cái yếu tố nguy cơ mà mình đang quan tâm nè, nhóm đang nghiên cứu nè, ví dụ nghiên cứu về bệnh tim mạch chẳng hạn, thì phải hỏi làm sao cho ổng có được cái chuyện là ổng ổng ít vận động thôi, ổng ngồi coi tivi nhiều chẳng hạn, cái thói quen tĩnh tại của ổng nhiều ha, làm sao gán ép đẩy làm sao để xếp nhóm được ổng vô trong nhóm đó ha, thì sao vô hình chung là cái người điều tra viên đó đã đẩy cái nghiên cứu mình qua có một cái sai lệch thông tin, và cái từ cái sai lệch thông tin này nó dẫn đến hậu quả là gì? Cái slide của chị á, nó ghi ha chị, cái câu cái sau cái phần mà dẫn đến đó là chị tự chị ghi á, tức là không không có trong cái academic của cái bài giảng trong sách giáo khoa đâu, nhưng mà cái này chị tự muốn nhấn mạnh để mở rộng thêm với mấy bạn, tức là dẫn đến gì, kết luận sai về mối liên quan hoặc hoặc sao hoặc không có sai gì hết trơn á ha. Thì cái này là như thế nào thì từ từ lát nữa sẽ đọc đến, nhưng mà có thể là thôi, thôi thôi không cần biết cũng được đi, từ từ mấy bạn làm sâu về nghiên cứu thì mấy bạn sẽ hình dung ra vấn đề, chỉ cần biết có sai lệch thông tin là được rồi. Nhưng khi một nhà nghiên cứu viết báo thì người ta sẽ đòi hỏi sao, có sai đó nhưng mà sao nó dẫn đến cái hậu quả là gì, là có bị kết luận sai về mối liên quan hay không, hay là dù sai đó nhưng mà sao cũng đâu ảnh hưởng hòa bình thế giới gì đâu, tôi vẫn kết luận về mối liên quan rất đúng, tức là nó không có mối liên quan, thì sau khi tôi bị sai là thông tin thật sự thì cuối cùng tôi cũng kết luận là nó không có mối liên quan ha, thì không ảnh hưởng hòa bình thế giới gì hết thì không sao. Rồi tức là mấy bạn hình dung trong cuộc sống cũng vậy ha, có những thứ giống như là sao mình làm sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc là sao sai lần một nhưng mà sau đó mình sai tiếp lần hai thì cuối cùng nó giật ngược kết quả về và là sao không gây hậu quả gì đáng kể cả ha, có những thứ trong cuộc sống nó là vậy á, sai nhiều lần quá thì cuối cùng là dẫn đến là không có gây hậu quả gì hết. Rồi rồi mấy bạn sẽ nhìn thấy cái sơ đồ bên đây, nó diễn tả cho mấy bạn về một cái sai lệch chọn lựa. Mấy bạn hình dung ở đây cái khung chấm chấm này nè là trong dân số thật sự của mình ha, có những người nhiễm bệnh, những người khỏe mạnh, những người có tiếp xúc và không tiếp xúc, đó A B C D của mình là ở đây. Rồi cái bảng 22 trong dân số chung của mình là đây, và khi mình làm nghiên cứu mình phải bắt buộc mình rút về cái study sample của mình đúng không, tại vì nó phải coi là một cái nhỏ thôi. Sorry nha, chị cảm giác sợ nãy giờ chị không có
Cesrin có đúng không? Rồi. Rồi, sau khi mình chọn được cái cỡ mẫu ví dụ 100 bạn học sinh như là nãy chị đã nói thì bây giờ mình rút như thế nào để về cái bảng 22 trong 100 bạn học sinh này từ 1.000 sinh viên chẳng hạn làm sao mình rút về được 100 sinh viên mà làm sao các mũi tên này nè rút trong từng ô ha nó đều đồng đều xác suất như nhau được chọn chứ không phải là có một cái ô nào đó được mình ưu ái đặc biệt và mình rút nhiều hơn. Hay mấy bạn thấy cái mũi tên này nè đặc biệt nó rút trong một cái ô nó rút nhiều hơn đẩy vào trong cái ô A này của mình ha. Như vậy là sao mình đã gặp phải sai lệch chọn lựa. Rồi, còn sai lệch thông tin thì sao? Sau khi mình rút về đây rồi ha, các bạn thấy không? Từ dân số rút về đây về cái mẫu của mình mẫu nhỏ rồi. Thì sao việc xếp nhóm A, B, C, D vào trong cái bảng 22 này có một sự nhầm lẫn ha. Đáng lẽ nó nằm ở dưới, nó nằm ở cái ô C thì mình sao mình đẩy nó lên ô A ha hoặc ngược lại đó, có sự trao đổi qua lại D, B rồi gì đó. A, B, C, D nó bị nhầm lẫn các nhóm với nhau. Rồi. Rồi, đây là cái mà điều chị muốn nói. Mấy bạn nhìn kỹ ha. Đây là cái bảng 22 bệnh và không bệnh. Rồi, tiếp xúc và không tiếp xúc về yếu tố nguy cơ A. Thì đây là cái nghiên cứu thật sự đúng có trả kết quả về đúng nhất trên thực tế đó là cái OR tức là cái mối liên quan mình tìm thấy odd ratio nó sẽ là bằng 4 ha. Tức là lấy 500 chia 500 là odd trong nhóm sao nhóm bệnh. Odd tiếp xúc trong nhóm bệnh ha và odd tiếp xúc trong nhóm không bệnh là lấy 1.800 chia cho 7.200 thì ra tỷ lệ là ở trong odd cái chị gọi cái tỷ lệ đi ha nghe chị odd sợ nhiều khi mấy bạn không có quen nghe đó nó sẽ rối cái tỷ lệ tiếp xúc trong nhóm bệnh là 1:1 ha tiếp xúc và không tiếp xúc trong nhóm bệnh đó là 1:1 còn cái tỷ tỷ số đi tỷ số giữa tiếp xúc và không tiếp xúc trong nhóm bệnh là 1:1 còn cái tỷ số giữa tiếp xúc và không tiếp xúc trong nhóm không bệnh đó là 1:4 và mình muốn tính OR đúng không thì mình đem chia hai cái odds này lại với nhau odds tiếp xúc trong nhóm bệnh chia cho odds tiếp xúc trong nhóm chứng ha tức là thì mình ra được là 4 lần ha vậy thì mình sẽ phát biểu sao cái khả năng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ A trong nhóm bệnh sẽ gấp 4 lần cái khả năng tiếp xúc yếu tố nguy cơ trong nhóm không bệnh ha phát biểu đúng của một cái nghiên cứu mà trả lời về OR bệnh chứng là phải như vậy nha chứ không có trả lời về cái tỷ lệ bệnh nha cái mối quan tâm của một nghiên cứu bệnh chứng đó là cái tỷ lệ tiếp xúc ha cái outcome là tỷ lệ tiếp xúc chứ không phải cái outcome của mình là tỷ lệ bệnh nhớ nha rồi vậy thì thật sự mấy bạn nhớ là cái OR đúng của nó phải là bằng 4 rồi đây là cái true OE rồi và đi làm một cái nghiên cứu thì người ta làm sao người ta lấy không có được 500 như mình người mà người ta lấy mẫu là trong nhóm bệnh là 250 250 ha và vẫn đảm bảo cái tỷ số giữa tiếp xúc và không tiếp xúc trong nhóm bệnh là 1:1 nhưng mà trong cái nhóm không bệnh á người ta vẫn đảm bảo vậy và trong nhóm không bệnh là 180 720 ha và vẫn đảm bảo cái tỷ số là 1:4 mặc dù cái con số tuyệt đối thì nó nhỏ hơn ha so với lại dân số thực tế nhưng mà người ta vẫn đảm bảo cái tỷ số giữa hai nhóm và cuối cùng OR người ta tính ra sao vẫn là bằng 4 ha như vậy thì sao đây là một trường hợp cho kết có bias không có sai lệch về chọn lựa không đây cái thực tế là 500 500 ha là người ta lấy hai người ta làm khi làm thực tế người ta lấy là 250 thôi ở đây 1.800 7.200 thì người ta lấy chia 10 ra người ta lấy vẫn đúng tỷ lệ đảm bảo tỷ lệ rồi thì sao cuối cùng nó cho ra một cái kết quả sao không có sai lệch OE ha
OE vẫn giữ đúng cái mối liên quan là bằng 4 lần cái khả năng tiếp xúc trong nhóm bệnh và so với nhóm chứng. Vậy thì không ảnh hưởng ngoài bình thế giới gì hết ha. Mặc dù cái việc rút làm sao, các bạn thấy không, ở trong nhóm bệnh thì rút từ dân số là 50% những ca bệnh, còn ở trong nhóm không bệnh nhóm chứng thì chỉ rút được có 10% thôi. Tức là sao, cái thằng bệnh nó được rút nhiều hơn rồi nè ha, cái số lượng của thằng bệnh được rút nhiều hơn so với thằng chứng rồi đó, có một cái sai lệch chọn lựa ở đây rồi đó ha. Nhưng mà sao, cuối cùng nó vẫn đảm bảo được cái kết cục không có bị ảnh hưởng thì sao, chứng minh là cái chuyện mình làm cái sai lệch này mặc dù nó có nhưng mà chúng ta được quyền bàn luận là chấp nhận được, bởi vì nó không ảnh hưởng nhiều đến kết cục. Rồi, nhưng đây là một trường hợp có ảnh hưởng. Đây, như chúng ta thấy là trong cái nhóm bệnh chúng ta không lấy 50% đều ở hai nhóm tiếp xúc và không tiếp xúc nữa trong nhóm bệnh, mà chúng ta lại lấy 300, tỷ lệ là 1,51 ha, 32, tỷ lệ 32 chứ không phải 250. 250 thì là được 11, nó giống như là cái dân số thật. Đằng này chúng ta lấy một nhóm nhiều hơn là 300, một nhóm ít hơn là 200. Rồi, ở đây thì vẫn đảm bảo là 10% của nhóm chứng, vẫn đảm bảo tỷ lệ của hai nhóm là 1:4. Như vậy thì khi chia ra tính ra cái OR thì sao? Bằng 6. Như vậy sao? Đây là một kết quả bị bias ha, đã bị sai lệch, là do từ cái sai lệch chọn lựa mà gây ra. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy là sai lệch làm sao nó có thể dẫn đến kết luận sai về mối liên quan hoặc là không ha. Nhưng mà chúng ta phải kiểm soát các sai lệch đó, chứ không phải chúng ta nói là làm sai lệch này cũng đâu có gì, ảnh hưởng gì đến kết quả OR nó vẫn bằng 4 ha. Nhưng mà trong quá trình nghiên cứu là ngược người nghiên cứu chân chính ha, thì chúng ta phải kiểm soát, các em biết và kiểm soát được các yếu tố sai lệch trước đó, chứ không phải thôi sai cứ sai đi, miễn sao cái kết quả mình làm đúng là được rồi. Sai lệch chọn lựa, đây vô cái loại đầu tiên, đây là cái phần mà mấy bạn sẽ đi thi nè ha, thường sẽ cho một cái ví dụ và để mấy bạn phân biệt như vậy. Rồi, chắc nói xong cái loại đầu tiên này mình cho chị đi uống nước 5 phút một cái, 1 phút một cái ha. Rồi, ví dụ như là một nghiên cứu bệnh chứng vào năm 1946 mà Bateson đã tìm ra đó. Ông này nổi tiếng trong cái ngành dịch tễ học lắm nha, tại vì đây là tên của cái loại sai lệch luôn. Tên ông được lấy cho cái loại sai lệch này của trong sai lệch chọn lựa luôn, Bateson bias luôn. Thì trong nghiên cứu bệnh chứng mà ông làm năm 1946, ông muốn tìm ra có mối liên quan hay không giữa việc bị sỏi túi mật và đái tháo đường. Thì cái việc ông làm đó là gì? Nhóm bệnh ông, các bạn học nghiên cứu bệnh chứng rồi đúng không? Tức là phải đi tìm một nhóm bệnh và một nhóm chứng đầu tiên. Sau đó chúng ta hỏi về các tiền sử tiếp xúc, yếu tố nguy cơ trong quá khứ của người hai nhóm này để tìm xem là cái tỷ lệ tiếp xúc yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh là bao nhiêu, tỷ lệ tiếp xúc yếu tố nguy cơ của nhóm chứng là bao nhiêu ha. Rồi, vậy thì ông bé sinh ông làm gì? Nhóm bệnh ông đi vào trong một bệnh viện, ông lấy ông hỏi những người bệnh nhân đang đi khám ở bệnh viện đó. Rồi còn nhóm chứng thì được chọn từ trong cộng đồng những người dân ở tại thành phố đó. Vậy thì kết quả của ông tìm thấy là sao? Có mối liên quan rất là chặt chẽ giữa sỏi túi mật và bệnh đái tháo đường. Nghiên cứu năm 1946 ra đời như vậy. Và sao người ta rất là sao welcome kết quả nghiên cứu của ông, rồi tìm ra hầu hết đa số mấy bạn thấy nghiên cứu nào mà kết luận có mối liên quan nó rất là được hưởng ứng đúng không? Rồi tìm ra một cái gọi là một phát minh mới chẳng hạn, còn tìm thấy mà không có mối liên quan là bắt đầu thấy mệt rồi đó ha. Thay mặc dù mình cũng làm nghiên cứu đàng hoàng nhưng mà tự nhiên cái bản chất của cái sự việc đó nó không liên quan nhau thì mình tìm ra cái việc không liên quan cũng được vậy. Tại sao cứ phải kết quả dương tính, tức kết quả dương thì mới mới gọi là hấp dẫn ha, còn kết quả âm đa số là không ai quan tâm ha. Mà có những cái âm tính nó rất giá trị đúng không?
HIV rồi đó mấy bạn thấy không? Âm nó rất là nó rất là hay, mong đợi chứ ha, dương tính, nhưng mà là cái dương tính nó lại nghe có cái gì đó nó attract mình hơn ha, hấp dẫn mình hơn. Rồi nhưng sau đó làm sao ông lại tìm thấy một cái sự sai lệch trong cái việc làm nghiên cứu của mình. Sau khi nhìn lại cái kết quả của mình thì ông đã phát hiện ra cái admission rate bias, và sau này có người ta không có quen gọi cái từ admission rate bias đó, tức là sai lệch do tỷ lệ nhập viện, nếu dịch theo tiếng Việt á thì là vậy. Người ta thường gọi đó, gọi với cái tên là Bateson bias ha. Rồi đó là gì, là ông phát hiện là ông nhìn lại cái đối tượng mẫu mà mình đã chọn á, thì những bệnh nhân được ông chọn là vào nhóm bệnh á, là những người đang đi khám tại cái bệnh viện đó. Và sao, những người mà đã đến bệnh viện thì mấy bạn vô hình chung thấy sao, họ đều có thể bị rất nhiều bệnh đi kèm. Họ có, tức là ông chọn cái nhóm là đái tháo đường đúng không, bắt buộc phải có nhóm bệnh là phải đái tháo đường thì mình mới tính là nhóm bệnh, là cái bệnh mình đang nghiên cứu mà. Nhưng mà sao, ông quên mất là những người đi bệnh đái tháo đường đó đi khám ở bệnh viện thì thường đa số là sao, những người đái tháo đường thường là những người lớn tuổi trung niên, và sau trong quá trình sống thì có thể họ cả đi kèm cả bệnh sỏi túi mật ha, và có thể một số bệnh lý khác đi kèm theo nữa, mà mình tại vì ông không nghiên cứu thôi, cho nên vô hình chung sao nó làm tăng cái mối liên quan giữa hả đái tháo đường là sẽ phải có sỏi túi mật lên. Vì vậy cho nên có một số cách để hạn chế cái sai lệch Bateson này bằng cách là người ta thấy đa số những cái nghiên cứu bệnh chứng, nếu nhóm bệnh mà mình chọn trong bệnh viện và nhóm chứng mình chọn từ dân số chung trong cộng đồng thì chắc chắn thì nó sẽ có cái lệch như hồi nãy chị đã nói ha. Đa số những bệnh nhân ở trong bệnh viện là họ sẽ đi kèm một số lô lốc những cái bệnh lý liên quan. Còn nếu dân số mà mình chọn trong cộng đồng thì đa số là họ đang khỏe mạnh, họ không có mắc bệnh mà mình bệnh lý mình liên quan, mà hầu như là cũng không có các bệnh lý gì đi kèm theo hết. Vì vậy cho nên khi sao mình thống kê cái tỷ lệ bệnh và tiếp xúc ít nguy cơ lại thì vô hình chung cái nhóm bệnh nó rất là cao. Vì vậy mà sao ta khuyên là sao, sau này người ta có một cách hạn chế, đó là chọn nhóm chứng trong bệnh viện cộng với lại cái nhóm bệnh trong bệnh viện đó. Tức là nhóm bệnh hẳn nhiên hiển nhiên là nên chọn trong bệnh viện, là để sao, để mình tìm được cái tần suất bệnh nó nhiều, chứ không thôi mình đi ra cộng đồng biết bao giờ chờ mới được một ca bị bệnh ha. Thì chọn nhóm chứng trong bệnh viện cùng lúc với cái nhóm bệnh đó luôn, và sao nhóm chứng này cũng như là nhóm chấm chứng này thì không, dĩ nhiên không mắc các bệnh mà mình đang nghiên cứu rồi. Và hầu như sao cái nhóm nhóm bệnh đó đó, mấy bạn nên lựa những ca bệnh sao incident, tức là sao mới vừa bệnh thôi, tức là qua quá trình mình theo theo dõi. Thường đa số mấy bạn sẽ có một cái kiểu kết hợp lồng ghép giữa bệnh chứng và đoàn thể, tức là sau một thời gian theo dõi từ đầu một nhóm dân số không có bệnh, sau đó 5 năm, 10 năm sau có bắt đầu xuất hiện bệnh, thì mình sẽ lấy những ca xuất hiện bệnh mới đó đó, thì nó sẽ an toàn cho mình hơn. Về cái chuyện giống như nãy chị nói, nếu như bệnh một cái đái tháo đường đa số nó sẽ đi kèm theo những bệnh khác trong cái quá trình sinh sống của người ta mấy chục năm, kèm theo sỏi túi mật luôn ha. Thường những cái bệnh cũ á, nó sẽ mình sẽ không khống chế được những cái bệnh trong quá khứ người ta đã mắc, cho nên nếu như mấy bạn lấy được những ca bệnh mới thì mấy bạn sẽ loại được một số bệnh mà nó có ảnh hưởng đi kèm, nó đã mắc đi kèm chung rồi, và loại những bệnh nhân mà có tiền sử mắc các bệnh lý khác thì hiểu rồi ha, nó có thể tương tác bệnh qua lại với nhau, chẳng hạn như là bệnh béo phì thì nó sẽ đi kèm với bệnh nguy cơ tim mạch, rồi bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp rồi đó, nó cũng có thể đi chung một nhóm bệnh với nhau. Rồi rồi những người mà phải nhập viện thì hình lúc nãy nói ha, thường có xu hướng là bệnh kèm theo những cái bệnh khác, và cũng có nguy cơ tiếp xúc với yếu tố nguy cơ nhiều hơn là cái nhóm chứng mà ở ngoài cộng đồng ha. Cho nên nếu được trong nghiên cứu bệnh chứng, chắc mấy bạn cũng đã học rồi là mình nên chọn nhóm bệnh và nhóm chứng làm sao xuất phát điểm nó tương đồng nhau, tức là đã trong bệnh viện là trong bệnh viện,
chọn hết trong cộng đồng thì ra cộng đồng chọn chung hết. Cái loại sai lệch chọn lựa thứ hai, nãy là mình đã học là một loại sai lệch, chọn lựa đầu tiên là backsend bias rồi ha. Rồi chọn lựa thứ hai là một cái sai lệch chọn lựa thứ hai là thường gặp trong một số cái chương trình tầm soát á, ung thư á. Thì đây là trong cái chương trình tầm soát ung thư vú ở phụ nữ sống tại một thành phố X nào đó. Thì sau khi đưa cái chương trình này ra và thống kê kết quả lại thì người ta kết luận được là cái tỷ lệ ung thư vú của phụ nữ tại cái thành phố X này là 40%. Rồi, ngừng ở đó ha. Rồi, cho chị một phút. Rồi, mấy bạn suy nghĩ đi, trong cái loại nghiên cứu này á, tự nhiên nó hiện cái câu dưới à. Rồi, trong nghiên cứu này thì nó sẽ gặp phải cái sai lệch như thế nào? Chúng ta quay lại ha. Thì mấy bạn thấy khi mà đưa cái chương trình tầm soát ung thư vú này ra, nếu như ở địa phương của mấy bạn mà bung cái băng rôn ra kêu gọi có chương trình tầm soát ung thư này nào kia gì đó, thì sao? Mấy bạn nghĩ xem mấy bạn có đi tham gia không? Gia đình mình có đi tham gia không? Và ai sẽ là người đi tham gia vào cái chương trình này, cho cái nghiên cứu này? Chắc là mình bận quá, đi trực, đi học bài, đi rồi rồi ha. Chắc mình không có đủ thời gian để quan tâm tới những cái chương trình mà địa phương phổ biến như vậy đâu ha. Chắc là mấy bạn trẻ về không đi đâu. Mẹ mình chẳng hạn, mẹ thì chắc là thôi cũng khỏe rồi, cũng đi có kiểm tra định kỳ ở bệnh viện rồi ha, mình cũng không, mẹ mình cũng tham gia rồi, nói chung mất thời gian quá, thôi ở nhà. Vậy thì ai đi? Rồi, ai đi đây? Những người phụ nữ trong cái nghiên cứu này đó, những người tham gia mẫu đó là gì? Những phụ nữ tình nguyện tham gia vào trong chương trình tầm soát ung thư vú. Vậy thì những người này có cái đặc điểm gì mà mình cảm giác như là mình không yên tâm về cái tỷ lệ 40% ung thư vú? Các bạn thấy quá cao không? Cái việc mà mình đặt câu hỏi khi mình đưa ra một cái kết quả nghiên cứu nó rất là quan trọng ha. Chứ không phải mình yên tâm, trời ơi tôi đã phát hiện một cái gọi là giải Nobel y học khi mà thấy là thành phố X này có cái gì đó đặc biệt mà 40% tỷ lệ phụ nữ bị ung thư. Trời cao quá, chắc cái này là thôi chắc 10 người hết 4 người bị rồi. Là sao? Mình đâu có biết chắc là mình trong số 6 người hay 4 người. Cái này tỷ lệ 5 năm quá ha, 50% đó rất cao nha. Nếu ung thư mà lên tới được 40% là rất rất cao. Vậy thì mình bắt buộc mình phải nghi ngờ. Tức là sao? Những người tham gia mà một cách tình nguyện như vậy thì là những người nào? Nếu như mình, nếu như trong gia đình mình không có vấn đề gì hết trơn, không có đang khỏe mạnh có vấn đề, mình sẽ không tham gia tình nguyện vào chương trình này đâu. Những người có tiền sử gia đình họ đã từng có người bị ung thư vú, mẹ, chị ruột, dì ruột ha, những dòng họ bên ngoài đó mà có người ung thư vú rồi thì sao? Cái nguy cơ bị ung thư vú ở cái phả hệ mà cùng cái dòng họ ngoại đó nó sẽ tăng cao hơn so với những người không có tiền sử gia đình bị ung thư vú. Vì vậy mà cho nên luôn luôn bác sĩ sẽ khuyến cáo những người mà có gia đình bị ung thư vú rồi sẽ phải đi tầm soát định kỳ hàng năm. Tức là những người trong gia đình mà có người rồi là họ sẽ biết cái vấn đề này, cực kỳ coi trọng vấn đề tầm soát này. Cho nên sau khi có chương trình tầm soát mở ra ở địa phương là họ sẽ đi ha. Và sao y văn cũng đã chứng minh rồi, những người mà có gia đình mà bị ung thư vú là sẽ có nguy cơ cao hơn những người không có gia đình tiền sử bị ung thư vú. Vì vậy khi mà họ đi tầm soát dĩ nhiên là sao?
tự nhiên vô hình chung họ đẩy cái tỷ lệ bệnh ung thư vú cao hơn so với một cái cộng đồng bình thường. Vì vậy mà sao, nếu như thử so sánh mình đem cái nghiên cứu này mà mình đi điều tra ở một nhóm phụ nữ mà mình lấy từ trong dân số chung và không có cho họ tình nguyện tham gia mà bắt buộc ha, tức là mình phải chọn mẫu theo cái quy định của mình, ví dụ như ở phường thứ nhất, ví dụ thành phố này có 10 cái phường, lấy phường thứ nhất 10 bà, lấy phường thứ hai 10 bà, rải ra như vậy ha, mà 10 bà này sao đi xuống từng gia đình, cứ nhà cách nhà hai, một nhà cách 10 nhà chẳng hạn, tức là mình có vô số cách để mình làm sao cho nó rải một cách ngẫu nhiên nhất ha, thì sao chắc chắn là mình sẽ tìm thấy một cái tỷ lệ nó rất thấp so với con số 40% này. Vì vậy mà đây là sai lệch do tình nguyện, và sao nó cái sự tình nguyện của cái mẫu của mình nó sẽ vô hình chung nó làm mình đã bị đánh giá quá mức cái mức độ liên quan giữa bệnh và yếu tố nguy cơ. Nhớ ha, từ nay là do sao tính cỡ mẫu xong rồi, chọn mẫu đàng hoàng ha, không có cho tình nguyện nha. Tình nguyện là vô hình chung những người có nguy cơ hoặc là có một cái yếu tố đặc biệt nào đó họ mới tình nguyện đi vào tham gia nghiên cứu của mình. Rồi coi cái, ơi thương quá, lên được tới 46 bạn tham gia rồi. Rồi hy vọng 46 bạn này đụng tới cái bài này của chị là không có vấn đề gì hết ha, 5 câu. Rồi nãy giờ đó, đầu tiên là bẹt xanh là chắc chắn là phải ra rồi ha, thứ hai là sai lệch tầng nguyện là cũng ra luôn rồi. Rồi cái loại thứ ba nữa của sai lệch chọn lựa, rồi là cái exclusion bias, sai lệch do loại trừ, thì nó sẽ hơi rắc rối một tí, cho nên là có thể mấy bạn đọc hiểu nhưng mà không đòi hỏi mấy bạn khi đi thi. Tức là cái sai lệch này gặp phải khi mà mấy bạn thấy trong một cái nghiên cứu bệnh chứng tại bệnh viện hồi ngày xưa đó, người ta đã chứng minh ra được cho thấy đó là racerbin, là một cái thuốc điều trị huyết áp á, là có là cái yếu tố nguy cơ của ung thư vú. Rồi từ đó thì sao, y học tẩy chay racerbin, nhưng sau đó cái mối liên quan này ngày nay đã được các nhà nghiên cứu quay ngược trở lại để minh oan, tức là không nha, cái mối liên quan này chưa có thể khẳng định được như vậy nha, chứ người ta không có lật ngược hoàn toàn là hoàn toàn không có mối liên quan, nhưng người ta nói sao cái mối liên quan này chưa thể kết luận được là cái chuyện mà ung thư vú là do racerbin. Là vì sao, người ta thấy là ngày xưa khi thực hiện cái nghiên cứu này đó, thì các nhà nghiên cứu ngày xưa đã loại hết những cái bệnh nhân mà bị bệnh tim mạch ra khỏi cái nhóm chứng, tức là lấy một nhóm bệnh đúng không, nhóm bệnh ung thư vú và một nhóm chứng là không bị ung thư vú, thì trong cái nhóm chứng đó đó, người ta lại chọn mẫu đưa ra những cái tiêu chuẩn nhận vào của cái mẫu đó có một cái yếu tố loại, đó là bệnh nhân ai mà bị bệnh tim mạch thì loại ha. Nhưng mà vô hình chung đó, những người bệnh nhân mà bị bệnh tim mạch đó là những người sẽ có khả năng được chỉ định thuốc racerbin. Nếu như vậy thì sao, nếu mà loại ra khỏi nhóm chứng như vậy thì cái tần suất mà tiếp xúc với racerbin, dùng racerbin trong nhóm chứng đâu có bao nhiêu. Vì vậy mà cho nên sao người ta lại thấy cái tỷ lệ tiếp xúc với racerbin trong cái nhóm bệnh lại cao hơn nhiều trong nhóm chứng, cho nên người ta mới đưa ra được cái giả thuyết cái về cái mối liên quan mạnh này, nhưng mà thực sự sao nó không có ha, cho nên là người ta mới làm lại một cái nghiên cứu như vậy ha. Người ta làm hai cái nghiên cứu, một là người ta lấy những phụ nữ bị bệnh tim mạch cũng loại ra khỏi nhóm chứng tương tự như cái nghiên cứu trước đây luôn, và người ta thấy là cái OR đó, cái việc tiếp xúc với racerbin đó, nó tăng 2,5 lần nguy cơ đối với lại so với lại nhóm chứng, nhưng cái OR nó sẽ chỉ còn lại giảm là 1,1 thôi, và khoảng tin cậy của nó đi qua số 1 ha, tức là sao không có nghĩa thống kê đó, B nhỏ hơn không lớn hơn 0,05 đó, OR chỉ bằng 1,1 và không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê khi mà tất cả các phụ nữ được nhận vào trong nhóm chứng chứ không có bị loại ra riêng cái phần tim mạch như vậy.
Ha, vậy thì vô hình chung sao mấy bạn thấy cái chuyện yếu tố tiêu chuẩn loại trừ và tiêu chuẩn nhận vào của một nghiên cứu nó rất là quan trọng ha, mình phải đắn đo nha, chứ không phải là họ cứ hệ bệnh gì là loại hết ha. Các lý nội khoa thường mấy bạn y á, thường làm đề tài tốt nghiệp hồi xưa đó, hay có cái kiểu là tiêu chuẩn loại trừ là tất cả các bệnh nhân mà có bệnh lý nội khoa đi kèm. Trời ơi, tức là ai mà không có bệnh lý nội khoa, nếu mà đã làm trên những người trung niên là coi như loại hết rồi, ai mà khỏe mạnh như lực sĩ thì mới đưa vô, coi như là đâu tìm ra được mối liên quan gì ha. Rồi, loại thứ tư trong sai lệch chọn lựa đó là sao? Trong một nghiên cứu đoàn hệ thì sẽ có cái loại sai lệch đó là do người công nhân hiệu ứng công nhân khỏe mạnh. Nghe thấy nó mệt mệt ha. Rồi, nhưng mà nó rất là nổi tiếng, bởi vì sao? Cái là vậy nè, ngày xưa người ta tìm ra được cái loại sai lệch này á, từ trong những điều tra những người công nhân ở hầm mỏ đó, thì người ta thấy là sao, cái tỷ lệ tử vong của những người công nhân ở hầm mỏ là sao, mấy bạn suy nghĩ sao, nó bình thường theo cái thói quen suy nghĩ của mình á, thì họ tử vong cao hơn nhiều so với dân số chung, đúng không? Tại vì thường những người làm việc ở hầm mỏ hít bụi than, hít những cái chất độc hại thì dĩ nhiên là cái sức khỏe của họ không tốt bằng dân số chung của mình rồi. Nhưng trong cái nghiên cứu này của họ, vô tình họ lại tìm thấy cái tỷ lệ phần trăm cái tử vong của những người công nhân này lại thấp hơn rất nhiều so với dân số chung. Tức là ý sao, họ cái tần suất mà chết của họ đó rất là thấp ha, họ sống rất là khỏe mạnh, so với dân số chung thì chết nhiều hơn. Rồi, cái điều này quá lạ lùng đúng không? Tại vì nếu vậy thôi chắc tôi xin vô làm công nhân hầm mỏ quá, để cho tuổi thọ tôi được kéo dài. Nhưng cái này, kết luận này đã bị sai lệch, bởi vì sao? Những người công nhân mà nếu như mà có lỡ mà bị nặng, hoặc là bị bệnh mãn tính, hoặc là những cái sức khỏe mà không có đảm bảo cho cái môi trường làm việc hầm mỏ đó, thì sao? Mấy bạn biết có những cái cuộc khám sức khỏe đúng không, và những cái kỳ tuyển chọn nộp CV xin việc đồ đó, nộp hồ sơ xin việc là phải khám sức khỏe đầu vào đó. Và đặc biệt ở những khu hầm mỏ này không phải khám qua loa như ở Việt Nam mình ha, là khám hồ sơ đi xin việc họ rất là gấp. Và sao, nếu cái sức khỏe mà không đảm bảo, có bệnh lý nền và bệnh nặng thì đã sao, đã bị loại ra khỏi cái hồ sơ xin việc rồi. Cho nên đa số, hầu như tất cả những người mà được nhận vào, công nhân nhận vào cái hầm mỏ này làm việc đều là những người khỏe mạnh và những người có thể gọi là sức khỏe giống như là lực sĩ vậy đó ha. Thì dĩ nhiên cái tần suất mà tử vong của họ so với dân số chung là thấp hơn rất nhiều. Rồi, quan trọng, và người ta nói cái ảnh hưởng của một cái sai lệch mà do người công nhân khỏe mạnh này nè, hiệu ứng này nè, thì có khi còn có ảnh hưởng đến kết quả chung từ 20 đến 30% của mình lận ha, tức là nó làm giảm cái tỷ lệ tử vong của công nhân tới 20-30%. Cái loại thứ năm trong sai lệch chọn lựa đó là mất dấu, thường xảy ra trong những cái nghiên cứu đoàn hệ. Tức là khi xem xét một cái nghiên cứu về thuốc tránh thai á, thường cái này rất là nổi tiếng ha, thì cái việc mà biến chứng của tác dụng phụ của thuốc tránh thai phối hợp mà nó gây ra hình thành các huyết khối á, ở phụ nữ á, đã được các nhà nghiên cứu xem xét lại. Bởi vì sao, trong cái nghiên cứu này người ta kết luận là thuốc tránh thai gây ra cái biến chứng huyết khối, làm thuyên tắc phổi, làm tử vong của những người phụ nữ, thì đã có mất dấu rất nhiều. Lúc đầu đủ tham gia vào nghiên cứu á, cái nhóm mà cái chữ A đó, cái nhóm bệnh mà có tiếp xúc có uống thuốc ngừa thai đó, thì tới 20 lần 20 người, nhưng mà xong quá trình theo dõi họ đó thì chỉ còn lại trong nghiên cứu của mình 8 người thôi, còn 12 người kia đi đâu không biết ha, họ không có chấp nhận mà tham gia nghiên cứu nữa, chẳng hạn họ ngừng tham gia hoặc họ đổi chỗ ở chẳng hạn, rất nhiều thứ. Nhưng mà sao, những người nghiên cứu không có lấy được thông tin từ họ nữa, thì sao, khi mà thống kê lại cái RR nguy cơ tương đối thì nó ra chỉ còn là 0,95 thôi. Tức là thật sự của nó, đáng lẽ ví dụ như là cái RR thật sự là bằng 2 lần lận, nhưng khi mất dấu như vậy thì vô hình chung mấy bạn thấy nó đẩy RR xuống sao, không có còn cái mối liên quan nào giữa cái thuốc tránh thai vào
huyết khối nữa hết. Vì vậy mấy bạn thấy cái chuyện mất dấu nó làm giảm mẫu của chúng ta rất là nghiêm trọng ha. Rồi, vậy thì tóm lại sai lệch chọn lựa ngày hôm nay mấy bạn học ha, chị yêu cầu chỉ cần nhớ là chị phân biệt được trong cái sai loại sai lệch chọn lựa thì nó có 5 loại. Thứ nhất là Bateson bias ha, định nghĩa là gì thì mấy bạn coi lại. Thứ hai là sai lệch do tình nguyện. Thứ ba là sai lệch loại trừ thì có thể bỏ cho mấy bạn không thi nhưng mà có dạy ha. Rồi, sai lệch hiệu ứng công nhân khỏe mạnh và sai lệch do việc mất dấu. Rồi, vậy thì cái hình này để diễn tả lại cho mấy bạn ôm lại, tức là sai lệch chọn lựa là sao? Cái xác suất đưa vào mẫu nghiên cứu của chúng ta không đồng đều nhau ở từng đối tượng nghiên cứu ha. Sex hermeneutics của mình là xác suất được đưa vào trong 4 cái ô, tức là đưa vào trong nghiên cứu thôi, 4 ô mất công hồi lát nữa nhầm nữa, đưa vào trong nghiên cứu của mình không bằng nhau giữa các đối tượng ha. Rồi, chúng ta đã qua được sai lệch chọn lựa rồi thì đảm bảo cho mấy bạn trong 10 phút còn lại thì sẽ xong được cái sai lệch thông tin là loại thứ hai. Ha, trong sai lệch thông tin yêu cầu mấy bạn được học được 4 loại này giùm chị thôi. Recall bias, interviewer bias, observer bias, respondent bias ha. Thì đọc cái tên đó là mấy bạn đủ hiểu cái định nghĩa của nó rồi, chỉ có cần chị diễn giải thêm thôi. Thứ nhất, sai lệch thông tin là gì? Nhắc lại ha, là những cái cá thể mà sau khi đã được đưa vào trong mẫu của mình rồi thì mình có nhiệm vụ mình phải xếp vào trong bảng 22 là ABCD đó, thì có sự xếp nhầm nhóm vào nhóm tiếp xúc hoặc không tiếp xúc và nhóm có bệnh hoặc không có bệnh ha. Đây là một cái hình diễn tả cái bảng ha, thay vì màu đỏ hết thì có một cái màu xanh nó nhảy qua đây ha, màu xanh hết thì có màu đỏ nhảy lộn xộn vô đây đó, giữa cái việc tiếp xúc và cái việc bệnh này nó bị xếp nhầm nhóm với nhau. Thì có những loại nào bên trong cái sai lệch thông tin? Thứ nhất là sai lệch do hồi tưởng, tức là mấy bạn vô hình chung những người mà có mắc một bệnh đặc biệt nào đó trong quá khứ á, đặc biệt là cái bệnh đó nó khá là gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, ví dụ như chị xin lỗi, giống như là bệnh tiêu chảy thì thôi chẳng ai nhớ cả ha, nhưng mà nếu như bệnh một số bệnh lý, ví dụ như là có sinh con bị bệnh lý dị tật thai nhi á, thì bà mẹ đặc biệt sẽ rất là nhớ về cái tiền sử, ráng mà họ phải nhớ cho bằng được cái tiền sử tiếp xúc với hóa chất ha, bởi vì họ quy cho cái việc theo quan niệm xưa giờ thì là tiếp xúc hóa chất rồi ăn uống những cái thức ăn mà nó giống như tiếp xúc chất độc da cam hồi đó giờ ha, cứ theo quan niệm xưa nay vậy chứ không nói là đúng nha, thì họ sẽ có xu hướng là họ phải ráng họ nhớ được nhiều hơn so với những người mà bà mẹ sinh con bình thường ha. Tại vì sao? Họ có một cái xu hướng chung là phải tìm cách giải thích tại sao mà họ lại bị mắc bệnh đó trong khi những người khác không bị, cho nên họ phải tìm ra được nguyên nhân và họ quy trách cho những cái nguyên yếu tố nguy cơ đó, nhưng mà thật sự nhiều khi không phải, nhưng mà vì họ khai như vậy cho mình cho nên mình liệt họ vào trong cái nhóm là có tiếp xúc với lại hóa chất nhiều, có tiếp xúc yếu tố nguy cơ nhiều, trong khi nhiều khi sao họ cũng như mình thôi, cũng ăn uống như mình, cũng bao nhiêu đó thứ, nhưng họ ráng họ nhớ để họ miêu tả cho mình hết sức cụ thể và làm sao gán ghép được vô cái yếu tố nguy cơ đó ha. Đây là một em bé ha, đáng lẽ này nếu mà có tương tác thì chị hỏi mấy bạn trong cái lớp của cử nhân y tế công cộng, thì đa số ha, câu trả lời của quần chúng xưa nay là cái hình em bé này là một hình là em bé bình thường, nhìn thoáng qua thôi, đừng nhìn kỹ nha. Y thì có thể là mấy bạn đã học về cái bệnh lý của thai nhi thì có thể phát hiện ra tương đối có điểm đặc biệt ở bé là cái đôi mắt xớp á ha. Thì một em bé bệnh lý Down thì thường có những cái đặc điểm, đó là mắt nó hơi xớp nè, lưỡi dày nè, da gáy dày nè ha, và một số đặc điểm khác nhưng mà thường biểu hiện mà mình nhìn thoáng qua nhất á là đôi mắt xớp ha và cái lưỡi nó dày. Thì đây là một
câu chuyện ở Iceland. Mấy bạn biết cái tầm soát dị tật thai nhi á, ngày xưa đến giờ được khuyến cáo cho các phụ nữ 3 tháng đầu thai kỳ để tìm ra hội chứng Down. Nhưng mà ngày nay, ngày 21 tháng 3 đã được thế giới công nhận là một cái ngày của hội chứng Down thế giới. Ha, đây là một em bé mấy bạn thấy ở Đức nè, cô bé Juliana ha, 13 tuổi, và đó là bé mà trong nhiễm sắc thể là một cô bé bị Down đó. Nhưng mà sao mấy bạn thấy sao? Hoàn toàn bình thường ha, với những cái dáng vẻ bề ngoài mấy bạn nhìn thấy rất là bình thường, nhiều khi bình thường hơn cả người bình thường nữa ha, mà nó còn xinh xắn nữa ha, chứ không không có gì là phải ghê sợ hết. Và cô bé này là sao, còn là một người mẫu ảnh ha. Cô bé 4 tuổi bị hội chứng Down đó và trở thành một người mẫu ảnh luôn, rất vui vẻ, rất bình thường. Tức là mấy bạn hiểu Down nó có những thể bệnh nặng và những bệnh nhẹ. Nếu bệnh nhẹ có thể sinh ra sống bình thường như những đứa trẻ khác, vẫn có thể sinh hoạt mọi thứ bình thường sau khi có thể mình phẫu thuật một số các bất thường ở trên cơ thể, mà có thể vẫn đi lại sinh hoạt giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Vì vậy mà ở Iceland ngày nay người ta sao, bất chấp những sự kỳ thị của những người mắc hội chứng Down ngày xưa, thì bây giờ ở Iceland người ta đã khuyến cáo người dân là sao, chấp nhận cái hội chứng Down này giống như một người bình thường, và thay đổi nhận thức của người dân họ về những đứa trẻ bị Down, cho những đứa trẻ có những cơ hội được ra đời, và họ không có khuyến khích chấm dứt thai kỳ như ngày xưa nữa. Bởi vì sao? Theo nghiên cứu của tại một nghiên cứu ở trường Harvard luôn đó, tức là nghiên cứu về di truyền của ông giáo sư bác sĩ là Brian Scott. Rồi thì sao, những người bị đính đau, bị bệnh lý đau này, họ có mức độ hài lòng về cuộc sống còn cao hơn cả người bình thường, hay nhiều khi họ sống mà họ cảm giác hạnh phúc hơn chính cả những người bình thường chúng ta nữa. Cho nên tại sao mà chúng ta cướp đi cái quyền sống của những đứa trẻ mà có thể hoàn toàn khả năng sống sót và sinh hoạt hoàn toàn bình thường ha? Và ngày nay chúng ta xem xét có một cái nhìn rộng lượng hơn về cái hội chứng Down. Ngày xưa nghe chữ Down là sợ lắm, ôi trời ơi, mẹ là làm tội lỗi gì nè, hoặc là quá tiếp xúc quá chất gì nè, ăn uống không cẩn thận này nọ kia ha. Nhưng mà hoàn toàn ngày nay cái cơ chế gây ra Down chúng ta hoàn toàn không biết được, và cần vẫn là một ẩn số ha, chứ ngày nay chúng ta không kết luận cho một cái nguyên nhân cụ thể nào nữa hết. Rồi, vậy thì recall bias nó thường xảy ra ở những cái bệnh lý đặc biệt của những người bị mắc bệnh. Họ thường nhớ về trong quá khứ của chúng ta, rồi của họ đó, tiếp xúc với những cái yếu tố nguy cơ nhiều hơn so với thực tế. Rồi, loại thứ hai là interviewer bias, tức là sai lệch do những người đi phỏng vấn đó. Thì mấy bạn nãy chị cũng có đề cập tới một trường hợp ví dụ đó. Tức là sao? Những người đi phỏng vấn mà có kiến thức về cái bệnh mà mình đang được nghiên cứu đó, thì sẽ có cái xu hướng là tra hỏi một cách nghiêm ngặt bệnh nhân hơn. Tức là biết bệnh nhân này mắc bệnh là sẽ đi tra cho bằng được, là phải check cho sao được cái bản câu hỏi là có tiếp xúc yếu tố nguy cơ mới được ha. Vì vậy mà cho nên mình phải sao tập huấn những người điều tra viên, những người cộng tác viên làm sao để đảm bảo cái checklist, một cái quy trình SOP làm sao mà đảm bảo đồng nhất giữa các người đi nghiên cứu với nhau ha. Rồi, loại thứ ba là cái respondent bias, tức là do người được phỏng vấn. Người đi phỏng vấn có kiến thức cũng mệt ha, cũng sai lệch, mà người được phỏng vấn có kiến thức cũng cũng mệt nữa. Tại vì sao, họ có kiến thức về nghiên cứu, khi mình họ nghe mà mình hỏi một cái là họ biết mình muốn cái gì rồi ha, và họ sẽ có xu hướng trả lời theo kiểu là gì, lý trí phân phơ gọi là gì, kiểm soát ha. Tức là sao, họ không trả lời thật sự là họ có ăn hay không ăn cái chất đó hoặc cái món ăn đó đâu, hoặc là họ có vận động nhiều vận động ít đâu, nhưng mà họ muốn họ là một người đẹp đẽ trong cái mắt của người đi phỏng vấn, thì họ sẽ trả lời tôi tập thể dục nhiều lắm, 60 phút một ngày, 30 phút một ngày ha, và ăn toàn những thức ăn không có chiên xào dầu mỡ thôi ha.
tức là những người có được phỏng vấn mà có kiến thức là họ không có thành thật với chúng ta, mặc dù không phải là họ cố ý, nhưng mà vô hình chung một cái phản xạ khi của một con người khi mà được nghe hỏi về những cái thức ăn không có healthy á, thì mình có xu hướng sao trả lời, mình không có muốn người ta đưa vào nghiên cứu và kết luận đây là một con người ăn uống không lành mạnh, đúng không? Rồi thứ hai là gì? Có xu hướng trả lời không ha. Công ăn việc làm hết mà đi hỏi 100 câu hỏi thì sao, một năm 10 câu hỏi đầu còn suy nghĩ có không, có không, còn suy nghĩ chút xíu ha, có ở trong đó, nhưng tới chừng câu hỏi thứ 20 hai mấy là bắt đầu không, từ trên xuống dưới ha, không cho nó rồi đi, không nhiều khi không có đi qua câu hỏi khác, bước qua được câu hỏi cho nó rút ngắn thời gian ha. Bởi vậy sao cái thái độ tiếp xúc giữa cái người đi phỏng vấn và cái người được phỏng vấn nó rất là quan trọng, làm sao cho người ta không cảm giác là người ta đang bị mất thời gian quá nhiều và người ta chán nản trong cái cuộc phỏng vấn này quá, thì người ta sẽ không có gọi là sao, không có tiện để mà từ chối mình hẳn, nhưng người ta sẽ là tìm cách nào để chống chế, để phản ứng lại cái bản câu hỏi của mình bằng cách người ta làm không hết tất cả các câu hỏi của mình. Và sao nhiều nhiều lúc người ta còn trả lời làm sao với một cái thái độ mình biết là mình đem câu hỏi này về là coi như là rác rồi đó, mình không lấy được cái thông tin gì chân thật từ cái cuộc phỏng vấn này nữa hết. Rồi cái từ ngữ dùng trong câu hỏi nó cũng là một cái loại mà đẩy cái sai lệch của chúng ta, ví dụ như là nó extreme quá mức, tức là có những cái từ trong cái câu hỏi của mình khiến cho người ta cảm giác như là người ta bị hỏi mà được quy kết, quy quy tội á. Ví dụ như là hỏi là anh có nghiện rượu hay không ha, thì 100 câu hỏi mà mang về là chắc chắn là không rồi đó, không ai tự nhận mình nghiện rượu cả ha, mặc dù uống như hủ hèm luôn, nhưng mà không có ai dạy gì mình nói là có hết. Thay vì vậy sao mình đổi câu hỏi là bằng cách là sao hỏi bao nhiêu ly rượu một ngày anh uống chẳng hạn ha, thì người ta sẽ welcome hơn và người ta trả lời cái số lượng cái ly đó, thì người ta sẽ cảm giác như là nó trung lập đó, nó không có kết luận là anh ta có nghiện hay không nghiện gì cả ha. Rồi cái phần này là xong rồi. Vậy thì tóm lại chị chỉ yêu cầu mấy bạn trong cái phần sai lệch thông tin này là cái gì, ba loại ha. Nói lại, đây một là recall bias, hai là sai lệch do người đi phỏng vấn, và ba là sai lệch do người được phỏng vấn. Rồi vậy thôi, nãy giờ đủ 5 câu rồi đúng không? Nhấn lại cho chị từng cái loại sai lầm thì sẽ ra là một loại ví dụ để mình chọn phân biệt vậy thôi ha, không có gì phức tạp hết. Rồi bài học đến đây là kết thúc ha, vừa vừa đúng giờ ha, không có quá giờ cho mấy bạn gì hết nha. Hết sức là tội nghiệp Y4 là đi học quá mệt rồi mà còn nghe tra tấn. Rồi nhắc lại ha, học giùm chị cái cách phân biệt và làm sao để chọn ví dụ, chọn cho đúng được giữa sai lệch chọn lựa và sai lệch thông tin. Rồi có nhiều đó đó ha. Rồi mấy bạn có câu hỏi gì thắc mắc không, mình sẽ có với nhau 2 phút ha, để cho mấy bạn có muốn thắc mắc gì thì thắc mắc, còn không thì mình sẽ gửi câu hỏi lên mail bộ môn. Tới được 49 bạn tham dự rồi. Trời ơi, thường không biết là mấy bạn có phải đâu đâu có còn đi lâm sàng gì nữa ha. Ráng cố gắng nếu được lên nghe đi để khỏi đọc bài giống gì hết trơn á, thay vì giờ cũng đâu ngồi quán cà phê được đâu. Không biết làm gì nữa mà sao ít ít lên nghe livestream quá ha. Hồi xưa giờ chị rất là thích nghe livestream, thà thầy cô nói cho mình nghe nó đỡ hơn là mình phải đi đọc sách. Rồi.
lớp không có câu hỏi gì thì mình xuống lớp ha. Rồi, chào lớp.